xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước, quốc tế của đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: đẩy mạnh chuyển đổi số và thiết bị thông minh theo dõi sức khỏe; thêm một phố Nhật giữa lòng Sài Gòn; phi cơ chở 78 người lao khỏi đường băng khi cất cánh. Thưa quý vị, chuyển đổi số, thiết bị thông minh, ứng dụng y tế 4.0 gắn kết trang thiết bị với ứng dụng chuyển đổi số là những trọng tâm chính trong triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam vừa được khai mạc sáng nay, mùng 10 tháng 5 tại Hà Nội. Triển lãm quy tụ hơn 500 gian hàng, 350 đơn vị, các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp quốc tế, các thương hiệu, doanh nghiệp, sản phẩm đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm lần này tập trung vào chuyển đổi số là một trọng tâm công tác của ngành y tế. Hiện nay các thiết bị công nghệ như đồng hồ đeo tay thông minh, nhẫn đeo, điện thoại thông minh đều có các tính năng theo dõi sức khỏe của người dùng, cập nhật dữ liệu sức khỏe đến cơ sở khám chữa bệnh. Những ứng dụng này ngày càng giúp ngành y tế thuận lợi hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân và người dân cũng thoải mái hơn trong điều trị. Sự kiện cũng là một trong nhiều giải pháp để thúc đẩy ngành công nghiệp dược phát triển theo chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 thuốc sản xuất trong nước đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và nâng cao giá trị xuất khẩu, hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố còn hơn 2.100 công trình còn tồn tại vi phạm chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, hơn 1.400 nhà trung cư, gần 400 trung cư mini cũng có nguy cơ cháy nổ cao lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra tất cả cơ sở xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, 1.213 trường hợp với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng, tạm đình chỉ 351 cơ sở, đình chỉ hoạt động 118 cơ sở. Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều chủ cơ sở, hộ gia đình đã thực hiện bổ sung các giải pháp trước mắt để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho công trình, như đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, trung cư mini. Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị địa phương phải vào cuộc tích cực hơn. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra. Thưa quý vị, khoảng 3 năm trở lại đây, thêm một khu phố người Nhật nữa được hình thành, nằm ẩn mình trong những con hẻm thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Không sôi động ồn ào náo nhiệt như phố Tây hoặc các khu phố khác, phố Nhật với phong cách rất riêng đã góp phần tạo nên một Sài Gòn đa dạng sắc màu văn hóa. Ông Hiramatsu, một người Nhật Bản đã sinh sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm nay, Ông thường tìm đến khu phố này để dùng bữa hoặc thư giãn. Bởi chỉ ở đây, những món ăn và cả không gian bài trí giống hệt ở quê nhà Nhật Bản khiến ông cảm thấy gần gũi. Tôi rất hài lòng với quán ăn này vì nó đúng khẩu vị của tôi và lại gần ngay khu nhà tôi sinh sống. Giờ tôi đã có thể di chuyển gần hơn, mọi sinh hoạt cũng thuận tiện hơn, gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người đến từ Nhật Bản. Đó là khu phố người Nhật thứ hai ở thành phố Hồ Chí Minh mới được hình thành, nằm sâu trong các con hẻm trên đường Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạch khu phố nằm ẩn khuất sau những chung cư nhà cao tầng là điểm hẹn sinh hoạt của những người Nhật đang sinh sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ có vậy, khi lạc vào đây, du khách sẽ ngỡ ngàng trước một loạt các biển hiệu nhà hàng tiếng Nhật mang bản sắc rất riêng. Những âm thanh sập sình, tiếng nấu nướng, ăn uống, cười nói nằm sau cánh cửa che rèm đóng im lìm này. Tôi rất thích làm việc ở đây vì ngoài chế biến món ăn cho khách, tôi còn có cơ hội giao lưu, nói chuyện với nhiều người Nhật cùng chung văn hóa và khẩu vị giống nhau. Vẫn là những nhà hàng đặc trưng kiểu Nhật với chất liệu chính là gỗ, bảng hiệu trong suốt hoặc vải mỏng cho phép nhìn thấy bên trong cửa hàng, kết hợp với lồng đèn giấy đỏ tạo điểm nhấn độc đáo, sang trọng, ấm cúng và gần gũi. Phố Nhật Bản còn có các cửa hàng tiện ích bán đồ Nhật, văn phòng cho thuê, homestay, mang phòng cách Nhật. Những người chọn kinh doanh ở đây thường là người Nhật và một số ít người Việt Nam từng có thời gian học tập và sinh sống ở Nhật Bản. Cùng với phố Nhật Cũ ở quận 1, khu phố này và rất nhiều những khu phố Hàn, phố Mã Lai hay phố Tây đã và đang góp phần làm phong phú đa dạng sắc màu văn hóa cho đô thị Sài Gòn. Từ đây tạo nên những nét đặc trưng thu hút du khách và bạn bè gần xa đến thăm thành phố và trải nghiệm. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cử Thủ tướng Mikhail Mishustin tiếp tục giữ chức vụ này trong nội các mới đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước nga đương đại hạ viện nga sẽ hình thành cơ cấu chính phủ cụ thể là phê chuẩn thủ tướng các phó thủ tướng và bộ trưởng nội các Hạ viện Nga sẽ thảo luận và quyết định đề cử ông Mitsutin vào chiều ngày 10 tháng 5 vào vị trí thủ tướng. Việc ông Mitsutin được tái bổ nhiệm đã được dự đoán từ trước vì ông đã dẫn dắt chính phủ thành công, giúp nền kinh tế phát triển bất chấp xung đột Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Trong cuộc họp nội các trước lễ nhậm chức, Tổng thống Putin đã đánh giá cao hiệu quả công việc của Thủ tướng Mitsutin trong nhiệm kỳ. Một phi cơ chở 78 người trượt khỏi đường băng khi chuẩn bị cất cánh từ sân bay gần thủ đô Dakar, Senegal khiến 11 người bị thương. Vụ tai nạn làm 11 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Tai nạn xảy ra tại sân bay quốc tế Blaise Diani cách thủ đô Dakar khoảng 50 km. Chiếc Boeing 737-300 được Air Senegal thuê từ Trang Sai, chở 78 người đã lao ra khỏi đường băng khi chuẩn bị cất cánh đến Mali. Sân bay ngay lập tức đã kích hoạt quy trình khẩn cấp và tạm dừng hoạt động. Giới chức Senegal cũng đã tiến hành mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Khiếm thính bẩm sinh là một trong những căn bệnh nhiều trẻ mắc phải khi mới sinh ra. Căn bệnh này khiến các em phải sống chung với thiết bị trợ thính cả đời. Tuy nhiên, giáo sư tại Anh mới đây đã phát triển thành công liệu pháp gen để điều trị căn bệnh này, mang lại một tia hy vọng mới cho các em. Em bé Opa Sandy bị khiếm thính bẩm sinh. Nguyên nhân là do các sung thần kinh truyền từ tai đến não bị gián đoạn. Tuy nhiên, sau khi được điều trị bằng liệu pháp gen từ tháng 9 năm ngoái, khả năng nghe của bé Opa đã phục hồi trở lại và gần như bình thường, thậm chí có thể cải thiện hơn. Chúng ta có thể bắt đầu sử dụng liệu pháp gen ở trẻ nhỏ, phục hồi thính giác cho nhiều loại mất thính lực di truyền khác nhau và sau đó có phương pháp tiếp cận mới như cấy ốc tai điện tử và các công nghệ khác thay thế. Sau thành công của trường hợp bé Sandy, các giáo sư phẫu thuật tại Anh cho biết liệu pháp gen có thể sử dụng ở trẻ nhỏ giúp điều trị một số đặc điểm di truyền có nguy cơ gây mất thính lực chỉ sau một lần điều trị. Tiếp tục chương trình là mục bình luận quốc tế, bất chấp những tín hiệu le lói về khả năng đàm phán giữa Israel và Hamas, Rafah gần như vẫn là mục tiêu mà Tel Aviv không thể bỏ qua, trong khi tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục căng thẳng. Đài Al Jazeera đưa tin Israel tiếp tục ném bom Rafah ở giải Gaza. Bên cạnh đó, Israel đã mở lại cửa khẩu Riekem Salom, nối dài Gaza với Ai Cập, để có thể chuyển hàng viện trợ vào Gaza. Tuy nhiên, từ ngày 7 tháng 5, Israel đã phong tỏa cửa khẩu giữa Rafah với Ai Cập. Tờ The, The Times of Israel đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định tạm ngưng chuyển giao một số bom hạng nặng cho Israel. Đây được xem là một động thái nghiêm túc của Tổng thống Biden nhằm gửi thông điệp đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải dừng việc đổ bộ vào Rafah, vốn bị cho là có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc cho người dân Palestine. Trong khi đó, Reuters đưa tin Mỹ lạc quan cho rằng Israel và Hamas vẫn có thể ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết các bế tắc hiện nay. Washington đã có nhiều động thái nhằm thuyết phục theo Aviv không đổ bộ tấn công Rafa, đồng thời thảo luận về đề xuất đàm phán với Hamas. Liên quan vấn đề này, ông Osama Hamdan, người phát ngôn của Hamas, vừa tái khẳng định điều kiện tiên quyết để khôi phục đàm phán về xung đột ở Gaza là Israel phải dừng tấn công Rafa. Ngoài Mỹ, Pháp, Ai Cập và Jordan cảnh báo Israel về hậu quả thảm khốc cho dân thường nếu nước này tấn công thành phố Rafa. Trong bài xã luận chung đăng trên một số báo ngày 8 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đồng cấp Ai Cập Al-Sisi và vua Jordan Abdullah đệ nhị cho biết, chúng tôi cảnh báo về hậu quả nguy hiểm nếu Israel tấn công Rafah, nơi hơn 1,5 triệu dân thường Palestine tị nạn. Theo lãnh đạo ba quốc gia, một cuộc tấn công như vậy chỉ mang đến thêm chết chóc và đau khổ, tăng thêm rủi ro và hậu quả cho người dân Gaza vốn đã phải di tản vì bạo lực và đe dọa leo thang căng thẳng khu vực. Ông Macron, ông Al-Sisi và vua Jordan Abdullah II cho biết chúng tôi cảnh báo về hậu quả nguy hiểm nếu Israel tấn công Rafah, nơi hơn 1,5 triệu dân thường Palestine tị nạn. Theo lãnh đạo ba quốc gia, một cuộc tấn công như vậy chỉ mang đến thêm chết chóc và đau khổ, tăng thêm rủi ro và hậu quả cho người dân Gaza, vốn đang phải di tản vì bạo lực và đe dọa leo thang căng thẳng khu vực. Ông Macron, ông Al-Sisi và vua Abdullah kêu gọi thực thi nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và Hamas trả tự do cho các con tin đang giam giữ. Hàng viện trợ vào Gaza cũng cần được tăng mạnh. Khoảng một triệu người trên khắp Gaza đang trú ẩn ở Rafah sau khi phải rời bỏ nhà cửa trong các cuộc tấn công trước đó. Nhiều người đang sống trong những căn lều hoặc những nơi trú ẩn đông đúc trong trường học lo sợ họ sẽ lại phải rời đi. Có người đã phải sơ tán 5-6 lần do giao tranh làn rộng. Theo số liệu của cơ quan y tế tại Gaza, xung đột đã khiến 33.207 người Palestine thiệt mạng và 75.933 người bị thương, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, kể từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến ngày 8 tháng 4. Israel khẳng định cuộc tấn công bộ binh vào thành phố Rafah chỉ là hoạt động quân sự hạn chế, đồng thời đổ lỗi cho lực lượng Hamas thiếu hợp tác khiến cho cục diện leo thang. Về phần mình, Hamas cảnh báo không thể có thỏa thuận trao đổi con tin nếu cuộc tấn công vào Rafah còn tiếp diễn. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Israel và Hamas nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo Israel rằng cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở miền nam Gaza sẽ là sai lầm chiến lược, tai họa chính trị và cơn ác mộng nhân đạo. Đến đây bản tin trong nước quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.